đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ngọc nữ Tăng Thanh Hà chứng tỏ sức hút bền bỉ dù gần 10 năm rời xa showbiz. Luật bất thành văn của showbiz là sống sau, xô sống trước. Nhưng suốt 18 năm qua, Tăng Thanh Hà, mỹ nhân gốc Tiền Giang vẫn được coi là ngọc nữ hấp dẫn của showbiz Việt dù đã rời xa showbiz gần 10 năm. Để duy trì được danh xưng đáng mơ ước này, nhiều người cho rằng một trong những lý do là nhan sắc bị thời gian bỏ quên của nữ diễn viên. Xuất thân trong gia đình không khá giả, khi đang học lớp 6, cô đã phải phụ mẹ kiếm sống. Đến năm 16 tuổi, cô bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Sở hữu chiều cao 1m66, cô từng có thời gian làm người mẫu. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Thanh Hà ghi điểm với công chúng bằng hàng loạt vai diễn, đặc biệt là vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Cho đến năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và rời bỏ showbiz. Nhưng đáng chú ý, suốt 18 năm qua, gần 2 thập kỷ, nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng chứ không có dấu hiệu xuống dốc, luôn nhận được lời khen. Nam diễn viên Lương Mạnh Hải từng nhận xét, không hiểu sao Việt Nam lại có cô diễn viên trẻ trung, tươi tắn và tự nhiên đến thế. Cô ấy thật xinh xắn trong chiếc áo dài trắng, cô ấy quá đẹp. Đặc biệt, sau thời gian kết hôn, dù đã ở tuổi 35, nhan sắc của Hà Tăng vẫn bất chấp thời gian, vẫn sắc sảo, thanh tao, đầm thắm và mang đầy khí chất. Chính đạo diễn Vũ Ngọc Đẳng cũng thừa nhận, phải nói là tôi chưa bao giờ thấy Tăng Thanh Hà đẹp xuất sắc như báo chí hay mọi người ca ngợi. Bởi nếu nhìn tổng thể, nét mặt của Hà không quá sắc sảo, nhưng Hà hơn người ở thần thái, khi nhìn vào thấy thiện cảm liệt. Trong khi nhiều người, showbiz bị coi là bình hoa di động thì Tăng Thanh Hà được thừa nhận không chỉ đẹp mà còn là một diễn viên thực lực. Trong khoảng 10 năm hoạt động nghệ thuật, số lượng vai diễn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt là những gì khiến cô trở thành cái tên được các đạo diễn điện ảnh, truyền hình săn đón. Một cô Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc tinh khôi trong Tà Áo Trắng, một Út nhỏ của Hương Phù Sa tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, một Linh Lan mỹ nhân kế mạnh mẽ hết lòng vì yêu. Chỉ điều đó cũng đủ làm nên một thanh xuân tươi đẹp của Tăng Thanh Hà lẫn người hâm mộ. Sau Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà gửi lời tạm biệt, không hẹn ngày tái xuất. Nhưng đến nay dù đã gần 10 năm trôi qua, khán giả vẫn háo hức với khi xuất hiện hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy, đầy tự tin tại một số sự kiện và mong đợi Ngọc Nữ trở lại màn ảnh. Một trong những lý do để Hà Tăng duy trì được danh xưng Ngọc Nữ còn gần 2 thập kỷ đến với khán giả, cô từng khiến người hâm mộ thất vọng vì những thị phi scandal. Điểm nhấn ồn ào duy nhất trong cuộc đời của Hà Tăng cho đến nay có lẽ là mối tình với Cường Đô La. Thời điểm đó, mặc cho dư luận đồn thổi cô yêu đại gia phố núi, vì tiền, người đẹp cũng chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm. Và ngay cả khi đường ai nấy đi, Hà Tăng cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này. Cuộc hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ, sau 8 năm kết hôn, tổ ấm của cô và Louis Nguyễn đã có thêm 2 thành viên nhỏ. Cô vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ của gia đình. Hà Tăng không thường xuyên phô trương cuộc sống bên chồng con lên mạng xã hội, nhưng cô đủ tinh tế để thỉnh thoảng nhắc đến ông xã, ngầm chứng tỏ tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng. Và điểm cộng lớn của Ngọc Nữ là suốt nhiều năm qua, gu thời trang của cô được giới mầu điệu săn đón. Đặc trưng dễ nhận thấy nhất trong phong cách ăn mặc của Ngọc Nữ là sự đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Cô thường chọn cho mình những thiết kế tối giản, màu sắc nhã nhặn, chất liệu nhẹ nhàng để tạo sự thanh lịch. Với vẻ đẹp truyền thống hòa lẫn hiện đại, Hà Tăng luôn mang đến một cái nhìn đầy đủ cùng bậc lãng mạn, bay bổng, năng động, khỏe khoắn, quyến rũ, sang trọng trong gu thời trang của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.